Mai sinh ngày 24 tháng 12 năm 82 à? Vâng. Xin chào, mừng các bạn nhỉ. Thiên tướng là người đẹp xinh, nhưng mà mệnh gặp tuần. Mệnh gặp tuần thì việc gì cũng trục trặc hết, cái gì cũng trắc trở thì mới thành công, hậu vận mới tốt này ạ. Đang khổ lắm mới thầy. Khổ lắm vì thân cư chồng, chồng mà liêm tham hãm cô thần nữa là chồng sẽ rất đa tình, quá đa tình luôn, đào hoa, siêu đào hoa luôn. Em chồng này sẽ không trung thủy đâu, bởi vì liêm tham hãm lại gặp thiên diêu ở đấy nữa. Sau thiên diêu và liêm tham là gọi là kịch điểm của cái sự gọi là hư thân rồi. Vâng. Phải đào hoa chiếu nữa. Cô này số khổ vì chồng. Giờ làm nào thầy? Vì thân nhưng mà, chồng mà. Nhưng mà bây giờ là cũng là bỏ rồi. Đấy thì bỏ rồi là cắt lỗ rồi. Bỏ năm 32 tuổi à? Mới á. À mới bỏ năm 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 nào? Năm nay. Năm nay à? Năm nay rơi cung thìn. Chúc mừng. Bởi vì thầy không dám khuyên bỏ chồng, nhưng mà lá số này về thâm tâm mà ở tiếp thì khổ vô cùng. Như này bỏ được rồi nào. Cũng chồng xấu quá. Mà cô chồng, ông chồng này mà đào hoa ấy, là cái cô mà người yêu ông chồng ấy, nó còn hành hạ mình cơ. Nó còn chơi xấu mình, chơi xỏ mình được. Thế ạ? Xấu xỏ mình. Rất may là cô này hậu vận tốt nhá. 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 6, 4. Đúng rồi. 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7. Năm nay, bắt đầu năm nay sẽ có tim. Tìm vui về cái gì, công việc hay cái gì? Về đất cát. Đất cát. Cô này là cô lộc đất cát đây này. Nhưng mà tay trắng hay là gì, có gì là đất cát? Không, bắt đầu từ năm nay sẽ có tin vui. Sang năm là rơi cung Phúc Đức, là có đào hoa gặp khó thị. Số 2 bị lừa tình lắm nhá. Nên là chồng 1 thế nhưng mà chồng 2 cũng dễ lừa lắm đây này. Cẩn thận. Sợ lắm à. Sang năm lại bị lừa tình đấy nhá. Dặn dặn trước. Cung huynh đệ thì ở thế nhị hợp nhưng cũng không trợ giúp nhau mấy. Vâng. Cung phụ mẫu thì triệt nên là cũng không nhờ được cha mẹ ruột. Cha mẹ ruột có ở với nhau không? Có. Bố mất rồi, mẹ. À, vì triệt ở đây là sẽ không có số đoàn tụ với nhau. Vâng. Bố mất rồi. Bố là thái dương. À, cô này sẽ được bố độ cho rất nhiều nhá, được bố độ cho nhiều lắm. Thắp hương kêu bố nhiều vào thì chẳng có tin vui về đất cát. Đi làm kế toán à? Làm cái gì? Tự do. Không phải khóc, tháng 11 này đến lại con tim lại vui trở lại. Con tim vui trở lại. Không sợ nha. Thì đầu tiên là thầy nói là hậu vận mới tốt mà. Mới vất vả tí thôi, sau này sẽ tốt, không phải khóc. Ở tí 2 giờ người ta mới làm việc rồi ta nghỉ. À, 2 giờ. Có Phong biết gì theo không thầy? Có. Mình sợ cô này sốc không dám nói thì cô hỏi mới nói. Không, đúng thật, thật sự là em cảm nhận. Con cảm nhận được. Cô này không phải vong mà bị âm binh theo. Thầy không, thầy nhìn thấy mà. Cung binh thầy mạnh cái này. Cô thần này, cung thân này. Nhưng tại sao lại âm binh theo rồi thầy? Thì do cái cô bồ kia cô muốn mình bỏ chồng nhanh, phải bỏ cung binh cho mình tặng nhanh. Hay là anh chồng bằng cho âm binh được không? Nhà cơm đi. Em bị âm binh theo quản thúc nha, âm binh theo quản thúc mình. Con cái sao thầy? Con thì sau này tốt. Một cháu bé. Cháu gái à? Vâng. Gái sẽ đẹp gái, được nhiều con gái. 4 tuổi. Tốt. Bố nào? À 4 tuổi.
Ừ, con gái thì trong lá số này đẹp. Vâng. Nhờ con. Ừ. Công việc sao? Công việc rồi sẽ yên tâm rồi thành công. Người ta nói rồi tháng 11 năm nay sẽ vui trở lại. Tháng 11 âm. Thế biết lúc nãy thầy cầm lá số thầy bảo cô này rất khổ không? Nhớ chưa? Dạ. Liếc qua phát các cung là biết. Nhưng mà nói nhiều sốc, phải cho từ từ. Thầy thì Huy là thầy tâm lý. Bạn nó bắt được tâm lý nên nói. Tâm lý thì phải giết dần dần, giết phát chết luôn đi. Nhớ chung là thầy nói là năm nay sẽ vui trở lại nhá. Vâng. Thì còn cái việc âm binh theo mình ấy thì chiều nay thầy sẽ gọi nó lên thầy nói chuyện với nó. Đúng rồi. Nhá. Chứ bây giờ là sắp nghỉ rồi. Thầy nói với nó xem muốn cái gì, xem nó ngoan không. Nếu ngoan thì trả cho nó nhá. Thì nó không quản thúc mình được nữa. Đúng rồi. Thật ra lại con cảm nhận thấy cái điều đấy ấy, tại vì mình thấy nó cứ trắc trở mọi cái. Đêm thì hay nằm mơ những cái rất là sợ. Mà đuổi đánh nhau mà vong thì rất là hay nhập vào người. Đi đâu cũng bị ốp. Kể cả đi, đi như mình đi lễ về về ấy cũng thế, cũng bị ốp. Mà vào ngồi âm cũng bị rất dễ vong, rất dễ vào. Ok. Thế nhá, thầy sẽ làm cho con tim sẽ vui trở lại nhá. Con chỉ cần bớt khổ thôi. Thế bây giờ con phải làm gì đây? Chiều lên để thầy gọi em Minh lên nói chuyện. Mấy giờ ạ? Chiều chắc khoảng 3-4 giờ nhé. Bây giờ 2 giờ, 1 giờ. Bây giờ 1 giờ rồi. Thầy giải hết lá số tử vi này nhé. Xong rồi cho thầy đi ăn cơm đã, xong rồi thầy về thầy giải cho mọi người. Thầy có đi ăn cơm với con luôn không? Thôi. Nghe ta thả. Ăn đi, ăn đi. Thầy có nhiều lá số lắm. Nhá, chiều thầy gọi nó lên. Bởi vì không phải âm. Đăng ký cái gì không ạ? Đăng ký với mấy? Nếu mà con có điều kiện thì đăng ký hóa giải nó luôn. Để siêu thoát cho họ, để giải luôn. Mà không thì thầy sẽ khóa nó lại. Kinh phí có nhiều không thầy? Ra các bạn ấy, ở Tử Vi Việt Nam thì mọi thứ nó đều có giá. Mình có ít thì mình hết xong rồi về nha, thử cho thầy cho. Thank you.